mở ra anh xem cái màu của nó xem này. Sôi chưa, nước sôi chưa? Vừa bỏ xong này. Cái bà này mua xong rồi bảo bỏ nhà cho ăn lúa, không phải cho ăn cám. Mua vịt của bà là to lắm. Vịt à? Vịt thì rẻ, con có 150. Hồi nãy định lấy vịt mà nghe ông già bảo lấy 200 cả trống. Lấy gà mà. Mua. Thế này có cái gì xào nhỉ? Anh làm gì? Cháo thôi. Cháo à? Cháo em phải chờ cái kia em chặt thêm cái đầu cánh nữa. Rồi nó chín rồi mình mới chặt xong mình. Đầu cánh nữa thì mới cho vào mới nấu cháo được. Khói thế. Bếp khói quá khói luôn. Đây xem anh em nó rửa nó làm gì. Bóp muối cho nó sạch này. Xong mà thả vào xoong luôn các bạn. Để cho nó chín luôn xong rồi mình thái mình nấu. Chưa nấu cơm ăn chứ nấu cháo ăn này. Cháo ăn một tí đói làm sao leo núi được. Tết mà. Tết mà leo núi gì chứ. Tết thì ăn ngủ cho nó lấy sức. Ok rồi. Mỗi tội không có lá chanh vừa nãy viện nó không tìm được lá chanh. Thế là đầy có không biết. Anh chưa nhìn thấy. Mà đi ở đây có lá chanh mà đi. Ở đây có lá chanh. Anh trồng rau kìa. Sao kiếm được ít lá chanh mà ăn mới thịt gà này. Hay là cái rau gì thay lá chanh. Gừng nghệ gì không? Cố địa đây không biết chỗ nào có lá chanh. Cây này mình tưởng là cây ấy cơ, không phải.